Kính thưa các thầy cô, thưa các phụ huynh, thưa các em học sinh, thì trong clip này thì tôi sẽ hướng dẫn cách để đăng nhập cái tài khoản Microsoft Teams lần đầu và đổi mật khẩu cho cái lần đăng nhập lần đầu để những lần sau là tiếp tục được sử dụng. Thế thì yêu cầu là đăng nhập lần đầu chúng ta phải thay đổi mật khẩu, và cũng lưu ý phụ huynh cũng như là các em học sinh chúng ta sẽ phải ghi lại vào sổ tay hoặc là ghi vào điện thoại cái mật khẩu chúng ta đã đổi để chúng ta ghi nhớ cho nó tốt, tránh cái trường hợp lần sau chúng ta vào lại quên mật khẩu. Thế thì đây là cái giao diện để đăng nhập cái tài khoản Microsoft Teams. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái danh sách của giáo viên cung cấp cho chúng ta về cái tài khoản Teams, chúng ta sẽ đăng nhập. Thế và khi đăng nhập thì chúng ta sẽ copy cái mật khẩu. Mật khẩu này là sau khi mà reset lại thì nó có chung giống nhau trong tất cả các em học sinh khối 6 cũng như là những cái tài khoản sử dụng mới lại lần đầu. Và chúng ta sẽ copy cái mật khẩu. Sau đó là chúng ta sẽ dán vào và chúng ta đăng nhập. Thế thì đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ cần phải thay đổi mật khẩu. Thì chúng ta sẽ dán cái mật khẩu mà nhà trường cấp chúng ta vào đây, gọi là mật khẩu cũ. Sau đó là mật khẩu mới thì chúng ta sẽ thay đổi. Ví dụ trong trường hợp hai học sinh của lớp 6B của trường Tiên Sơn này thì tôi sẽ đổi thành là lớp 6B 2021 A cộng. Đăng nhập lại mật khẩu lớp 6B 2021 A cộng. Thế và khi mà chúng ta thay đổi thì cái yêu cầu của phần thay đổi mật khẩu đó là chúng ta phải đáp ứng 4 yêu cầu, trong 3 trong 4 yêu cầu. Một là phải có chữ in hoa, hai là chữ thường, ba là chữ số, và 4 là ký tự đặc biệt. Thì chúng ta phải đáp ứng 3 yếu tố trên 4 yếu tố đó. Sau khi chúng ta đổi thì sẽ có một cái giao diện tiếp theo mà chúng ta cần tiếp theo nhé, là đến đây yêu cầu là chúng ta phải xác thực lại cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký từ đầu với Microsoft Teams, cũng như là xác thực lại email. Thế thông thường thì chúng ta làm một trong hai cái trên là được. Chúng ta xác thực cái phần số điện thoại thì chúng ta nhấn tiếp vào trông thật đẹp. Đấy, và đến đây chúng ta nhấn vào tiếp theo là có. Để chúng ta tiếp tục đăng nhập. Thế như vậy là chúng ta đã thao tác xong những cái bước để chúng ta đăng nhập lần đầu cũng như là thay đổi mật khẩu của tài khoản Microsoft Teams. Đấy, và chúng ta đăng nhập vào bình thường. Đấy. Đây là cái giao diện của bạn học sinh năm nay là học lớp 6 có tài khoản mới, có một số cái nhóm mà vẫn của những năm trước vẫn còn lại. Trên đây là phần hướng dẫn việc đăng nhập tài khoản Teams cũng như là việc thay đổi mật khẩu lần đầu.